gần 2.000 người dự lễ giỗ Vua Quang Trung. Lễ giỗ là dịp để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Ngày 13 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch, tại Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức lễ giỗ kỷ niệm 231 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung 1792-2023. Trong phần lễ, các lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng dân hoa, dân hương tưởng nhớ đến hào khí, chiến công của Vua Quang Trung. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định thay mặt địa phương đọc văn khấn cúng Vua Quang Trung cầu mong quốc thái dân an, quê hương Bình Định ngày càng phát triển giàu đẹp. Sau phần lễ, hàng ngàn người dân đã đến để cùng thắp hương cho vua, thụ lộc và cầu khấn những điều bình an, may mắn. Ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung là dịp để chính quyền, nhân dân Bình Định ôn lại truyền thống bộc khởi hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Qua đó, góp phần động viên giáo dục các tầng lớp nhân dân thế hệ trẻ hôm nay vì lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Theo ông Châu Kinh Tú, giám đốc Bảo tàng Quang Trung, lễ giỗ năm bảo tàng ghi nhận gần 2.000 người dân đến tham dự, dân hương, thụ lộc và tưởng nhớ đến Vua Quang Trung. Bảo tàng Quang Trung nơi lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến khởi nghĩa Tây Sơn, trong đó điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt được xây dựng trên nền nhà cũ của ba anh em nhà Tây Sơn. Cho đến nay, trong khu vườn cũ của gia đình, Vua Quang Trung vẫn còn lưu giữ hai di tích cực kỳ quý giá, đó là giếng nước xưa làm bằng đá ong và cây mơ cổ thụ